Xuân Mỹ Vlog xin kính chào quý khán giả xa gần. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video hôm nay tiếp tục thông tin về màu xanh chuối và những hoạt động của show 1 tháng 10 ha cả nhà. Và những tin tức liên quan. Bây giờ thì như thường lệ, Xuân Mỹ sẽ chuyển tin tiếp theo sẽ là tin của Đại học Hoa Sen nha cả nhà. Đây bây giờ mình qua trang fanpage của trường Đại học Hoa Sen xem có những cái thông tin gì nha cả nhà. Sáng nay thì ngày hôm nay thì được dự báo cơn bão số 4 dự báo sẽ đổ bộ vào miền Trung và sân bay Đà Nẵng đã tạm thời đóng từ 7 giờ sáng nay cho đến là 2 giờ nè cả nhà. Xuân Mỹ nói thêm là sân bay ở Đà Nẵng đã tạm đóng, dừng các chuyến bay từ 7 giờ sáng hôm nay đến 7 giờ sáng ngày mai 29 tháng 9 nha cả nhà. Để bão vô xong rồi tình hình yên ắng thì sẽ cho qua mở cửa hoạt động bay trở lại. Nghe nói là mưa cũng to, sóng giật và bão đi tốc độ rất là nhanh. Mong mọi người bình an ha. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin đọc cái tin của trường Đại học Hoa Sen. Sinh viên Vaten xuất sắc vào chung kết cuộc thi tài năng trẻ Escoffier Việt Nam. The Young Talent Escoffier là cuộc thi tổ chức thường niên với là vinh danh người tiên phong trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn cao cấp. Cuộc thi đến nay trải qua 18 mùa thi, thu hút đông đảo các thí sinh tài năng trên thế giới, được giới chuyên gia đánh giá cao về trình độ chuyên nghiệp và chất lượng cuộc thi. Trước khi tiến vào chung kết quốc tế, mỗi quốc gia tổ chức cuộc thi để lựa chọn quán quân đại diện. Bạn Tống Minh Quân, sinh viên chương trình quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vaten, xuất sắc lọt vào top 4 tài năng trẻ Escoffier Việt Nam. Vòng thi sẽ được hội đồng ban giám khảo nổi tiếng như Chủ tịch Hiệp hội ẩm thực quốc tế tại Việt Nam, Chip Peter Cường, Brent Kling đánh giá. Chúng ta hãy cùng cổ vũ bạn đạt được thành tích cao nhé. Và đây hình ảnh của bạn ấy nè cả nhà. Thả tim cái, thả tim cho bạn ấy cái. Sinh viên Vaten đúng là tài năng trẻ ha cả nhà. Đây xin chúc mừng bạn, lại có thêm một sinh viên của ngành Hoa Sen lọt vào những cái cuộc thi của tầm quốc tế ha cả nhà. Như hôm nay thì Xuân Mỹ đã đưa tin có rất là nhiều cái cuộc thi rồi, sinh viên của Hoa Sen danh giá lọt vào những cái vòng chung kết cũng như nhận được nhiều cái giải thưởng. Tin tiếp theo được chuyển sang trang đại gia đình anh Ba Ngọc Sơn. Thì anh Ba Ngọc Sơn hôm qua cũng làm trưởng ban giám khảo. Anh ấy thông tin là cả nhà làm trưởng ban giám khảo chương trình Hoa hậu doanh nhân do công ty Top Star Media tổ chức. Và hẹn 15 giờ ngày 30 tháng 9 thì tại Audora Luxury sẽ có buổi họp báo. Anh Sơn dự nè cả nhà. Đó, nhìn một người. Hôm qua thì có khán giả trên kênh của Xuân Mỹ nói là Audora Luxury này là ở đường Hoàng Nhân Thụ, quận Phú Nhuận cả nhà. Khi mà mình nói trong khi mà các anti fan tìm mọi lời mỉa mai xỉa xói biêu ríu anh Sơn thì anh vợ như con ong miệt mài hút mật làm ngọt cho đời. Và anh tham dự những sự kiện làm giám khảo rồi đem lời ca tiếng hát tham gia luôn cho chương trình. Cũng giống như Cường cũng bận học bận tập hát thì hơi đâu để ý đến những cái lời lẽ biêu ríu của anti fan nữa, đúng không cả nhà? Bây giờ thì con đang ráo riết chuẩn bị cho show diễn. Hôm nay thứ ba thì còn có 3 ngày nữa thôi. Thì sẽ bung sở tại sân khấu Hòa Bình. Và ngày mai thì bão đã đổ bộ vào, trong hôm nay thì bão đổ bộ vào và hy vọng
mức thiệt hại thấp nhất của cơn bão số 4 lên đất liền ha cả nhà. Mà mong mọi người bình an. Bây giờ thì Xuân Mỹ chuyển sang thông tin Trang Hồ Văn Cường nói vòng tay lớn. Trang nói Hồ Văn Cường nói vòng tay lớn và nhiều, và Trang FC miền Nam hôm nay các bạn đã dẫn bài hát của Cường về miền Tây quê tôi, được Amazing, tạp chí Amazing Việt Nam lồng vào cái video giới thiệu chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Cái Răng Cần Thơ cả nhà, hay ngọt hết sức không. Chợ nổi Cái Răng này gần nhà Xuân Mỹ đó cả nhà, đây quê Xuân Mỹ cả nhà ơi, quá đẹp. Quá hợp hết cả nhà, như các bạn nói là chọn giọng ca này là đúng rồi đó Ad ơi, chọn giọng ca này đưa vô video này quá hay, quá hợp đó. Thì chợ nổi Cái Răng nha cả nhà. Đó cả nhà. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ trở lại đầu trang. Chị Hương Trương trưa nay sáng nay thì chị có ấy có phát một cái video, chị ấy là quá cảnh ở Đài Loan rồi đó, ở sân bay Tabel của Đài Loan, và chị ấy đã bay, thì Xuân Mỹ nghĩ giờ này chị ấy đã đáp thành phố Hồ Chí Minh rồi đó cả nhà. Rồi chị ấy về Long Xuyên, sau đó sẽ một tay sáng sớm một tay sẽ quay lên đi cùng miền Nam đáp cái chuyến bay ra Hà Nội để đi Hòa Bình dự show con. Và sáng nay khi Xuân Mỹ thấy trên trang cá nhân của chị ấy đăng cái tấm hình chị ôm tấm hình của Cường nè cả nhà, ôm cái tấm hình của Cường ở trên sân bay á, ở trên máy bay á, thì Xuân Mỹ có một cái bài thơ như thế này. Xuân Mỹ đọc cho mọi người nghe nhé. Ngày trở về cô Hương Trương ở Mỹ, lần đầu về bay show ca sĩ Hồ Văn Cường, một người con hiếu thảo, sứ giả miệt Gò Công, giọng ca đầy cảm xúc, cùng nhiều ca sĩ nhí đứng chung sân khấu lớn Lương Sơn nhà máy giấy, Hòa Bình đập thủy điện, cửa ngõ vùng Tây Bắc, cô Hương chuối vui tươi, hẹn hò nhau ý ới, ôm hoa quà ôm không xuể, nào giày đát áo thun, sô-cô-la ngọt ngào, nào móc khóa hình con, nào hoa tiền các loại, cùng nhiều trái tim xanh, mang tặng con tất cả. Cả nhà xanh chuối ta, cùng ca vang khúc hát, mãi mãi xanh đọt chuối, xanh mãi đất Hòa Bình. Tây Đô Xuân Mỹ tặng chị Hương Trương và Úc Cường, tấm hình rất là dễ thương đúng không cả nhà? Đó, và ngoài những cái hoa nè, quà nè, thì cả nhà cùng nhìn lại bức ảnh ha. Chị ấy đã bay một chặng đường dài 20 mấy tiếng đồng hồ, coi như là 24 tiếng đồng hồ nữa nha cả nhà. Trưa nay khi Xuân Mỹ phát video này lên thì là chị Hương cũng đã đáp chuyến bay. Trên trang Hồ Văn Cường xanh đột chuối miền Nam thì cũng đã có thông tin chuẩn bị đèn led Sông Ngư do cô Mỹ Trần ở Mỹ hỗ trợ 11.750.000 để trợ giá đèn. Và FC đã đặt 100 cái ưu tiên cho xô Hòa Bình. Đó, nè cả nhà, dễ thương không? Đèn led Sông Ngư. Chị Hương Chanel sẽ phụ trách phát cho các cái fan đi show. Đó. Fan xa gần ai cũng yêu thương hết trơn, cả nhà thấy không? Còn không phải nghĩ gì nhiều. Việc của con là cứ lên sân khấu tỏa sáng, hát hết, thả hồn hết vào những cái bài hát trên sân khấu 1 tháng 10 tại Lương Sơn, Hòa Bình. Việc của fan là sẽ ủng hộ con hết mình, cháy hết mình. Cùng show diễn của con và các cái ca sĩ khác
Và rồi bây giờ thì Xuân Mỹ sẽ chuyển sang trang thơ Hồ Văn Cường Xanh Đục Chuối Ba Miền, để đọc bài thơ của Phan Thừa Đức nha cả nhà. Phan Thừa Đức hôm nay cũng có một cái bài thơ nè. Đây, trang thơ Xanh Đục Chuối miền Nam Ba Miền nha. Trang thơ Hồ Văn Cường Xanh Đục Chuối Ba Miền. Ta đi ngắm hoa tình xanh đột chuối, ta đi ngắm hoa. À không, ta đi ngắm hoa tình xanh đột chuối nha cả nhà, cái tựa nó đầy đủ là vậy. Ta đi ngắm hoa tình xanh đột chuối. Ta đi ngắm hoa tình, hoa sinh màu xanh chuối, trải dài như dòng suối, đẹp vào lời trang thơ. Hoa tình xanh ước mơ, đu xô vui hớn hở, hoa ánh màu rực rỡ, bởi trọn bao ân tình. Ta ngắm nhìn hoa sinh, lung linh trong nắng mới, hoa giang tầm tay với, trao tới tận Út Cường, hữu xạ tự nhiên hương, yêu thương hoa bù đắp, tuổi thơ bị đánh cắp, 6 năm trời nổi trôi, quá khứ bay xa rồi, bao ân tình muôn nơi, kết hoa thay bằng lời, hoa trao vòng nguyệt quế. Ta ngắm hoa yêu thế, giải hoa đẹp tình người, tỏa hương ngang ngát trời, Út Cường hoa tuyệt vời. Bình Định 27 tháng 9 cả nhà. Và cũng là tấm hình của con và những cái giỏ hoa, những cái bó hoa tiền mà Phan chuẩn bị tặng cho Út Cường nè cả nhà. Đó, rất là hay luôn. Xin cảm ơn chị Thừa Đức. Chị có những cái bài thơ rất là hay, rất là ngọt ngào. Xuân Mỹ xin kéo lên lại để cho mọi người cùng ngắm ha. Đó. Và đây, hy vọng ngày mai bão sẽ tan, trời quang mây tạnh, nắng ấm sẽ về, đủ ấm, đủ khô để cho gia đình xanh chuối tụ hội về hòa bình xem show diễn của con ha cả nhà. Và rồi trước khi kết thúc video, Xuân Mỹ sẽ chuyển sang trang Hồ Văn Cường Official với 120.000 sub và sẽ xem lại qua lượt view của con xem như thế nào ha. Bài Bông Hồng Cài Áo thì 596, nó sắp 600. Bài Qua Xứ Nhà Nàng thì 833, còn 170 ngàn, còn 170 ngàn lượt nữa. Không biết là đạt 1 triệu view trước show 1 tháng 10 hay không, nhưng chúng ta cũng tranh thủ và ủng hộ con nha cả nhà. Hồ Văn Cường Official viết in đầy đủ dấu ha. Và rồi trước khi kết thúc video thì Xuân Mỹ trở lại với tấm hình chị Hương Trương, người con xa xứ, đã đáp chuyến bay từ Hoa Kỳ về Việt Nam để bay show. Và đây là lần đầu tiên chị ấy đi show của Cường. Và một lần nữa chúc cả nhà xanh chuối dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cùng con cháy hết mình ở show diễn 1 tháng 10 tại Lương Sơn, Hòa Bình. Video của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc cả nhà ơi. Xuân Mỹ trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Và ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh vẫn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và nhớ là bấm like cho video Xuân Mỹ nha cả nhà, tăng tương tác giữa Xuân Mỹ và khán giả cũng như là động viên tinh thần cho Xuân Mỹ. Dạ rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.